Shop ơi, bán em đòn shop ơi. Dạ, em bán hai đòn thôi chị. Hai bán đòn sĩ. Em giảm giá ạ. À. Bán sĩ hả shop ơi? Dạ, chị tét không ạ? À? Nhìn shop ngon quá shop ơi. Kính thưa quý vị, có tuyệt vời không ạ? Có đáng yêu không ạ? Và phần trình diễn vừa rồi có thuyết phục quý vị không ạ? Quý vị sẽ chấm điểm bao nhiêu dành cho thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Việt Nam? Thưa quý vị. 10 điểm đúng không ạ? 10 điểm vì em mà lém quá em ơi. Tôi đứng ké vô đây cho có cái nền này. Kính thưa quý vị, Diễm là một người con miền Trung. Ở ngoài Diễm thì bánh tét nó hơi khác. Nó không có lá cẩm hả? Nó không có lá cẩm rồi nó cũng không có chuối không đó. Tuy nhiên khi mà Kim Duyên chia sẻ những cái thông tin đầu tiên về cái này thì Diễm cũng cảm thấy là cũng rất là quan tâm. Nhưng mà làm như thế nào để có thể thể hiện nó trên sân khấu một cách hoàn hảo nhất? Thì hôm nay chúng ta đã có được câu trả lời. Riêng Duyên thì cảm nhận của em như thế nào? Bộ này có gì đặc biệt với em ngoài quê hương nó khó mặc lắm không? Thật sự ra khi mà em mặc bộ đồ này lên trên người, em chỉ có một cái niềm tự hào vô bờ bến thôi chị ạ. Mặc dù bây giờ nó có nặng, nó có khó khăn, nó có như thế nào đi nữa em cũng không còn nhớ nữa. Em chỉ mang một cái sự tự hào. Thật sự là một người con của miền Tây, em muốn mọi người biết đến miền Tây nói riêng và Việt Nam mình, đặc sản của Việt Nam mình nói chung. Và em nghĩ đây là cái món bánh mà tất cả mọi người sẽ rất là yêu thích. Và em cũng đang chuẩn bị cùng với ekip của Unimedia chuẩn bị những cái đòn bánh tét thật là ngon để đến với bạn bè ở Miss Universe và trao tặng cho mọi người. Một hành trình rất là tuyệt vời, không chỉ là phần nhìn thôi mà có bánh thiệt để ăn luôn. Và em có thể cho chị biết là trong quá trình em tập luyện thì bác El Morgan không cho em ăn. Có nghĩa ăn phải rất là healthy. Thì sau khi mà em quay trở về từ Israel, bao nhiêu đòn bánh tét sẽ vào bụng em? Hôm trước là em cũng đã có nhắn tin với anh Khoa Lỗ là anh ơi, em mà đi thi về cho em phải ăn một mình, em phải ăn hai đòn. Anh Khoa ông bảo là anh cũng thèm lắm, nhưng mà thật sự ra cái món bánh này thì mình nên hạn chế vì là mình đang còn đại diện cho Việt Nam nữa em. Nhưng mà thật sự ra mọi người thì nên thưởng thức cái món bánh tét lá cẩm. Nó đến từ cái quê hương miền Tây quê em, đặc biệt là Cần Thơ. Và cái món bánh tét lá cẩm này thì chỉ có ở Cần Thơ quê em mới có thôi. Chúng tôi đánh giá là Kim Duyên rất có chiến lược và có tầm nhìn thưa quý vị khi em ấy đem quà tặng là bánh tét đến tặng cho các thí sinh của cuộc thi Miss Universe. Và em ấy sẽ không ăn để cho cơ thể vẫn đẹp, thì quý vị hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không ạ? Thôi ai cũng biết cho nên chị không nói nữa. Nhưng mà em sẽ mời các bạn thí sinh khác ăn chị ạ. Chị biết cho nên là chị mới nói là em có chiến lược đó. Thưa quý vị, đó chỉ là nói vui thôi. Và ngay bây giờ một lần nữa chúc mừng cho Khoa Lỗ. Tại vì lúc mà Khoa ở dưới ấy, là Khoa cứ kiểu mà rưng rưng ấy. Bởi vì có lẽ là em với Kim Duyên đã chạm nhau ở cái tình yêu đối với quê hương và mong muốn làm một cái điều gì đó để có thể đem đến cho đấu trường quốc tế. Và một lần nữa chúc mừng em. Ngay bây giờ thì em có muốn nói gì thêm với bạn Khoa Lỗ? Em rất là muốn gửi một cái lời cảm ơn chân thành nhất đến với anh. Tại vì em biết là anh dành rất là nhiều tâm tư tình cảm cho bộ quốc phục này. Và Duyên và anh Khoa cũng là hai người con của miền Tây sông nước, của Cần Thơ. Và thật sự là hai anh em có cùng một cái sự tự hào, cùng một niềm yêu thương quê hương giống nhau. Nên là hy vọng là cái bộ trang phục dân tộc này sẽ là một cái tiếng vang lớn ở đấu trường Hoa hậu Hoàn Vũ, sẽ làm thế giới nói chuyện về nhiều.
Một lần nữa xin được chúc mừng cho hai em đã có được một cái tác phẩm để đồng hành trong cuộc thi Miss Universe. Và ngay bây giờ Ngọc Diễm xin được mời Kim Duyên sẽ dành tặng một đóa hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn chân thành đến với nhà thiết kế Hoa Lỗ. Cảm ơn Hoa Lỗ, xin mời em quay trở lại vị trí. Cảm ơn Kim Duyên và em có thể chào tạm biệt mọi người được rồi. Và Shop ơi, Shop đừng quên hai đòn của em ship đến 75 Quốc Hương, quận 2 nha Shop ơi.